Một lần nữa xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Tiếp theo sau đây sẽ là phần tin Việt Nam sẽ được trình bày với chị Mỹ Lan. Kính mời quý vị cùng theo dõi. 90 người Việt Nam bị lừa tìm việc tại Nhật Bản. Thưa quý vị, Công an Sài Gòn vừa bắt giữ một người đàn ông đã lừa 90 người muốn sang Nhật Bản làm việc để thu tổng cộng 8 tỷ đồng, tương đương 352.000 Mỹ Kim. Nghi can là Nguyễn Viết Vương, 31 tuổi, đã bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cuộc điều tra, thì Nguyễn Viết Vương khai rằng trưởng văn phòng đại diện phía Nam của công ty Đại Tây Dương có trụ sở tại Sài Gòn đã hợp tác với nhiều công ty khác để làm dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở ngoại quốc. Trong 2 năm 2014 và 2015, ông Vương đã nhận đơn ghi danh và tổ chức khóa huấn luyện nghề quy tụ được 90 người, thù của họ gần 300.000 Mỹ Kim tiền lệ phí. Nhưng cuối cùng thì không ai được đưa sang Nhật để làm việc theo cam kết. Ông Vương cùng một cộng sự đã bỏ trốn và đến tháng 7 năm nay thì bị bắt. Cổ phiếu của Vietnam Airlines bị hạn chế tại sàn giao dịch chứng khoán. Thưa quý vị, cổ phiếu của hãng hàng không Vietnam Airlines đã bị hạn chế giao dịch tại Sở Chứng khoán Sài Gòn kể từ ngày 3 tháng 11 vì đã bị lỗ nặng. Tính đến tháng 6 vừa qua, Vietnam Airlines đã báo lỗ hơn 780 triệu Mỹ Kim và hãng hàng không chỉ được mua bán trong vòng nửa ngày của một phiên giao dịch. Nguồn tin khác cho hay là một công ty ngoại quốc cho thuê phi cơ cũng đã đệ đơn kiện đòi Vietnam Airlines bồi thường hơn 33 triệu Mỹ Kim tiền thuê 6 chiếc phi cơ Airbus suốt 2 năm qua nhưng không hoạt động vì đại dịch COVID-19. Đồng bằng sông Hồng mất cân bằng giới tính cao nhất tại Việt Nam. Thưa quý vị, một phúc trình mới nhất cho hay tình trạng mất cân bằng giới tính ở đồng bằng sông Hồng hiện nay cao nhất Việt Nam, cứ 100 bé gái thì có 115 bé trai được sinh ra. Tổ chức UN Women phối hợp với Tòa đại sứ Australia tại Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Châu Á và Tổ chức Lao động Quốc tế thực hiện cuộc khảo sát đã công bố kết quả ghi nhận tình trạng mất cân bằng giới tính ở Việt Nam xuất phát từ yếu tố tâm lý, thích sinh con trai của các gia đình. Kết quả cuộc thống kê dân số thực hiện năm 2019 cho thấy, cứ 100 bé gái thì có đến 115 bé trai được sinh ra tại Việt Nam, trong khi tỷ số này trên thế giới là 105 bé trai trên 100 bé gái. Các vùng mất cân bằng giới tính hàng đầu Việt Nam là Bắc Giang, Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh, Hà Nội và Sơn La. Riêng trong năm 2019, thống kê cho thấy số chênh lệch trai gái ở trẻ sơ sinh là 1.2 triệu, có nghĩa là sẽ có 1.2 triệu thanh niên không tìm được vợ khi đến tuổi kết hôn ở Việt Nam. Và sau đây là bản tin cuối của ngày hôm nay thưa quý vị. Công dân Hoa Kỳ bị kết án 108 tháng tù giam vì tội quấy rối tình dục một cậu bé trai 11 tuổi ở Việt Nam. Ông Joseph Ricky Park, 67 tuổi, còn gọi là Joseph DeMercy, đầu năm nay đã nhận tội quấy rối tình dục trẻ vị thành niên ở Việt Nam. Theo tài liệu của tòa án, thì khoảng tháng 1 năm 2015, khi mà ông cư trú tại Việt Nam, ông Park đã mời 3 nam sinh viên Việt Nam đến căn phòng riêng để dạy tiếng Anh. Tại đây, trong khi các cậu bé chơi game, thì ông Park đã đặt tay lên bộ phận sinh dục của các nạn nhân, véo và vuốt ve. Một năm sau, ông Park đã bị bắt tại Hoa Kỳ và năm 2019 thì ông đã bị truy tố ra tòa án Hoa Kỳ quận Columbia. Theo tài liệu của tòa án, thì ông Park từng có tiền án về tội tấn công trẻ vị thành niên, bị kết án 10 năm tù. Ông Park đã nhiều lần thừa nhận là đã có hành vi quấy rối tình dục các bé trai. Các cơ quan an ninh nội địa đã tiến hành cuộc điều tra với sự hợp tác của lực lượng an ninh Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Guam và FBI Washington. Ông Joseph Ricky Park đã bị tòa kết án 108 tháng tù giam vì tội trên, thưa quý vị. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tin tức của hệ thống truyền hình VBS. Chị Mỹ Lan và Hoàng Dung xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị một ngày thật nhiều sức khỏe, bình an. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin kế tiếp. Xin kính chào và tạm biệt quý vị.